Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi của em Lê Hương ô tô Hải Dương nhé. Ngày hôm nay thì lại tiếp tục báo giá nhiều mẫu xe mới về, cắt xả lỗ thu hồi vốn nhiều mẫu xe để chuẩn bị về quê ăn Tết các bác ơi. Ngày hôm nay thì em Hương chính thức đón không khí Tết rồi các bác ạ. Từ sáng đến giờ khách đến xem xe phun tiền lấy xe đẹp ngày quá là nhiều luôn. Ngày hôm nay thì bàn giao xe ghét này, bàn giao xe i10 này, chốt thêm một chiếc xe Hyundai Accent, một chiếc xe Na Setti CDX nhé. Ngày hôm nay là từ sáng đến giờ đã bàn giao 4 xe và chốt thêm 4 xe nữa các bác nhé. Rất là nhiều mẫu xe mới về, cũng như là cắt xả lỗ thu hồi vốn nhiều mẫu xe để chuẩn bị về quê ăn Tết rồi. Chào anh Giai, Đinh Đạt, chào các bác nhà mình đang tham gia buổi báo giá trực tiếp của em Lê Hương nhé. Bác nào quan tâm và cần tìm cho mình một mẫu xe đi gia đình có thể alo trực tiếp cho em Lê Hương qua số hotline 0354602790, em Lê Hương hỗ trợ và tư vấn nhé. Chào anh Giai Trương Nguyễn ạ. Chào anh Oa Lam, chào bác Sáu Long này, rất là nhiều mẫu xe nhà cho Sáu Long nhé. Số hotline của em đây ạ, 0354602790 là số hotline của em. Các bác có đến muốn xem xe trực tiếp thì đến với địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Em chào anh Giai Dương Kết này, chúc em buổi trưa nhiều niềm vui, một tháng mà bắt buôn may bán đất. Ok, em cảm ơn anh nhé. Sáng nay thì bàn giao thêm 4 xe, chốt thêm 4 xe nữa này, 2 xe trên livestream và 2 xe phun tiền trực tiếp tại chợ nha. Chào em Hương xinh gái tươi mắt híp, càng ngày mắt càng híp rồi anh ạ. Càng ngày mắt càng híp rồi các bác ơi. Cảm ơn các bác nhà mình nhá. Chào chị gái Lam Nhi, chị Hương ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhá. Các bác nhà mình ơi, tham gia livestream thì chia sẻ cho em bằng những lượt like, những lượt tim, những lượt chia sẻ mới nào, nhiều mẫu xe mới về. Ví dụ như Santa Fe có này, em có 2 chiếc xe Santa Fe nhưng giá hơi cao một chút. 1 tỷ 070 triệu và tầm 860 triệu em có Santa Fe đời cao nhá. Và vào thêm Mazda CX-5, Mazda CX-5 cũng tầm 665 triệu. Sáng nay thì em cọc trên livestream từ hôm qua rồi, cọc thêm một chiếc xe Hyundai Accent biển tư nhân Hải Dương nhé. Accent 2012 nhật cọc 20 triệu rồi. Và phun tiền một chiếc xe Ghost màu trắng này. Rất là nhiều mẫu xe mới này, về thêm Innova tự động này, có Captiva tự động này, i10 tự động, Hyundai Avante về thêm 4 chiếc, dòng xe dành riêng của thị trường Việt Nam. Hyundai Avante về thêm 4 chiếc trên 300 triệu các bác nhé. Cờ rui số sàn em có từ 2011 cho đến 2016, nên các bác ơi quan tâm cờ rui em có rất là nhiều. Chào bác Quang Lê, chào bác Xuân Cường, chào anh Lâm Cà Văn này. Các bác nhà mình tham gia livestream thì giúp em bằng những lượt tim, những lượt like, những lượt chia sẻ mới này, kết nối qua Zalo cho em 0354602790 để em Lê Hương tư vấn hỗ trợ. Và đến trực tiếp với địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Còn bây giờ các bác ơi, hãy cùng em Hương đi hết buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay nhé. Trên livestream giảm luôn 10 triệu đồng cộng bao hồ sơ, lói lách căng trên livestream luôn. Cam kết văn bản giấy tờ xe không đâm xô, không ngập nước, không tranh chấp giấy tờ các bác nhé. Nên các bác nhà mình tham gia ủng hộ em nào, đừng tiếc những lượt like, những lượt tim, những lượt chia sẻ nào. Xin phép được quay sang cam sau các bác nhé. Với rất là nhiều mẫu xe mới này, Accent tự động số sàn 2020, Accent tự động 2018, gần Tết rồi nên là em Hương về thêm khá là nhiều Accent các bác nhé. Các bác ơi giúp em bằng những lượt like, những lượt tim nào. Em sẽ đi live stream đây ạ. Vẫn là chiếc nón quen thuộc của em Lê Hương. Lắng mưa cứ dâm cũng phải đội nón các bác nhé. Chào bác Giang Hân, chào bác Sơn Gian này. Đầu like sẽ lên cho một em cao, to và rất là trắng luôn. Một chiếc xe Chevrolet Captiva số tự động bản LTZ Formax nhé các bác nhé. Formax số tự động máy xăng đời 2011. Em đang bán chiếc xe Captiva 7 chỗ ngồi gầm cao số tự động với giá là 315 triệu ạ. 315 triệu có Chevrolet Captiva số tự động đời 2011 đây. 7 chỗ ngồi điều hòa auto các bác nhé. Điều hòa auto tự động, dán hết phim cách nhiệt chống ồn rồi. Máy số thì ngon, 2011 gầm cao là 7 chỗ ngồi, tự động dễ đi, củ số thẳng nhá, ăn ít xăng hơn so với củ số rích rắc. Cũng như là độ lên củ số này đẹp rồi, thì các bác là lữ cũng dễ đi nhá, không sợ củ số rích rắc rồi vào số bò, số tiến gì cả đâu, cứ thế là đi thôi. Gương kính cụp chỉnh, vô lăng tích hợp túi khí an toàn và thiết kế 4 chấu này. Anh ơi, buộc lại em đi. Có cho em một chiếc xe Chevrolet Captiva 7 chỗ ngồi 2011 máy xăng em đang bán với giá là em đang bán với giá là 315 triệu lên pha bi cầu các bác nhá, nước sơn màu trắng đây.
Các bác nhà mình ơi, đừng tiếc những lượt chia sẻ mới cho em gái Nay Hương nào. Rất là nhiều mẫu xe mới này. Chào anh Nghiệp Tô, chào anh Linh Nguyễn, chào anh Nguyễn Đức Cảnh, chào anh Đỗ Văn Cường, anh Giai Cường ơi, tên giờ khác rồi làm em không nhận ra luôn. Chào anh Hoàng Dương nhá, chào anh Sơn Nê này. Captiva đèn pha bi cầu. Đèn pha bi cầu số tự động đây em đang bán là 315 triệu bao hồ sơ và còn bớt thêm. Rất là nhiều mẫu xe mới này. Đằng trước Captiva cũng là một chiếc xe 7 chỗ ngồi nhưng đến từ thương hiệu Toyota nhé. Toyota số sàn. Em này thì mới về các bác này, em này mới về này. Trời ơi, tập nãy gì mà to đùng ngã ngửa thế này. Ok. Ok. Anh Jolie tập lái của anh to quá nhỉ. Đấy, có thấy không ạ? Nhà em cũng có một chiếc xe như này nhá. Bác nào thích tập lái em bán cho 148 triệu nhá. Xe này là xe của thầy giáo rồi. Bán luôn cho thầy giáo luôn. Ngày hôm nay em về thêm Hyundai Accent biển 34 tư nhân Hải Dương nước sơn màu trắng này. Lên đèn pha bi cầu, giải đèn nét đây. Accent số sàn đời 2020 máy 1.4 các bác nhá. Em đang bán với giá là 445 triệu. Phím mở một trạm thông minh này, nước sơn màu trắng ngọc trinh, vô lăng tích hợp túi khí an toàn. Chạy được 3,7 vạn các bác nhá. 3,7 vạn màn hình giải trí có rồi. Hyundai Accent 2020 đây ạ. Dán hết phim cách nhiệt chống ồn rồi, tay nắm cửa ốp mạ chrome, điều hòa hai vùng độc lập. 2020 em đang bán là 445 triệu hộp số sàn các bác ơi. Tham gia livestream đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào các bác ơi, nhiều mẫu xe mới nhá. Giá chào bán của em nó là 445 triệu có Hyundai Accent. Phanh ABS na răng thể thao chống bó cứng an toàn đầy đủ rồi, phanh ABS đầy đủ cho em nhé. Hyundai Gate thì dừng giao dịch đây. À, bác nhà em đang chuẩn bị đi ship xe cho khách nhà mình đây ạ. Cọc 20 triệu là ship xe tận nhà đây, Hyundai Gate dừng giao dịch nhé. Có một em Gate thôi mà đến 4-5 bác đòi cọc nhưng mà chỉ có một bác duy nhất được, nhanh nhất là được thôi. Nên bác nào ưng nào chốt luôn cho em nhé. Dừng giao dịch Hyundai Gate màu trắng ngọc trinh rồi. 145 triệu cọc 20 triệu ship xe tận nhà, tận sân nhà mình luôn. Chào anh Đông Đăng, chào Hương Xuân nhé. Các bác tham gia livestream giúp em bằng những lượt chia sẻ mới nào. Ngày hôm nay em còn về thêm một chiếc xe Chevrolet Captiva nữa đây. Nếu như Innova giá hạt nhô 200, Innova nhô 200 em có anh ơi. À, nhô 200 có, nếu như mà còn cố được lên một chút, có cả tự động cơ. Tự động thì tầm 310 triệu đồng nhưng chốt trên ai chỉ tầm 300 thôi. Có Innova số sàn này, có Innova tự động nhá. Giữ máy giúp em nào, tại vì em đang ở bên ngoài nhá. Ở đây có Captiva này. Nếu như Captiva máy xăng màu trắng mà cao tiền hơn 300, cao quá thì hôm nay em có Captiva thấp hơn một chút này. Xong bên này chui, lái xong bên này. Đây. Xong bên này, vòng xong bên này. Captiva máy xăng số tự động đời 2010 đây. Lên pha bi cầu xin nhan trên gương nước sơn màu vàng cát rồi. Số tự động đẹp nhưng em này chỉ có 238 triệu thôi. 238 triệu cho một em Captiva chân dài gầm cao, số sàn ghế lái chỉnh điện. Dán phim cách nhiệt chống ồn đầy đủ cho em rồi. 7 chỗ ngồi gầm cao, số tự động. Có Chevrolet Captiva các bác ơi. Bác nào đang quan tâm và cần tìm cho mình một mẫu xe để lại số điện thoại nào. Nhiều xe đẹp quá, giá hợp lý. Ok bác Hương Xuân nhá, trộm ví em bé nhà bác yêu quá cơ. Và bên đây là một chiếc xe nữa đây. Innova giúp giữ máy giúp em nào. Hôm nay em mới về thêm một chiếc xe Innova nữa đây các bác ơi. Innova màu vàng cát biển thủ đô Hà Nội đời 2014. Em này thì cũng tầm nhô 300 một chút thôi. Innova đây, có Innova đây anh ơi. Để em xem lại nào, Innova này vừa mới về này, xem lại em này nó tầm bao nhiêu tiền nào. À, để em xem lại Innova màu vàng cát mới về nha. Innova đời 2014 nhưng giá cực kỳ hợp lý luôn, 328 triệu. Xe đăng ký 8 chỗ ngồi. À, em này thì chốt cửa không cầm chìa khóa nhưng mà nhìn thấy có màn hình rồi. Nội thất bên trong khá là đẹp, vô lăng đẹp, trần nỉ zin nhá. 2014 nhưng mà chỉ có 328 triệu thôi. Có cam hành trình rồi, có cam lùi rồi. Cảm bị đăng ký đăng kiểm đến tháng 7 2023. Biển thủ đô Hà Nội. Bác nào thích Innova 2014 không ạ? Xin nhan trên gương form đẹp nha.
La răng thể thao một dàn lốp dày 328 triệu có Innova này. Bác nào tầm hơn 200 thì cố lên đi. Đi hẳn đời cao đăng ký đăng kiểm cho nó dài hạn đi nào. Có Innova đây ạ. Anh Nguyễn Văn Bốn ơi, Innova đây, để lại số điện thoại cho em nào. Anh Nguyễn Nguyễn Anh Vũ ơi, để lại số điện thoại cho em nhé, cũng như là chia sẻ cho em để mua xe được với giá đẹp nào. Có Innova 2014 em mới về đây. Có Innova này. Biển thủ đô Hà Nội này. Giá chào bán là 328 triệu thôi, có Innova 2014 đây. Bên cạnh 2014 là một chiếc xe Innova nữa đời 2015. 2015 của form này cũng là lên form mới rồi. Cảm biến va chạm phía sau 4 mắt cảm biến này, biển 15 Hải Phòng. 2015 em cũng đang bán với giá là 388 triệu. Có 2014 và có 2015, có cả 208 số tự động nhá. Bác nào quan tâm về 7 chỗ ngồi, đặc biệt là dòng xe Toyota Innova thì không thể bỏ qua đâu, vì em hương khu vực miền Bắc và em nhiều nhất về Innova luôn ạ. Anh Nguyễn Văn Bốn ơi, để lại số điện thoại nhá. Anh Vũ ơi, để lại số điện thoại cho em nào. Chào anh Đình Tôn Thất, chào anh Nhật Ninh Hoàng, chào anh Hùng Nguyễn này, chào anh Tiến Đạt Lâm, chào anh Tỉnh Táo nào. Innova 2015, 8 chỗ ngồi, xi nhan trên gương, trần nỉ zin, 3 hàng điều hòa độc lập. Và em đang bán với giá là 388 triệu, bao hồ sơ và em còn bớt nộc ná thêm cho các bác nhà mình này. Một dàn lốp còn khá là dày, na răng lên, na răng thể thao rồi, có Innova này. Bên cạnh Innova là một chiếc xe Honda City. Honda City số tự động đời 2012, đăng ký đời 2013, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2014 nhá. City em đang chào bán với giá là bao nhiêu nhỉ? 365 triệu ạ. 365 triệu cho chiếc xe Honda City. Em chào chị gái Kim Cúc. Chị gái Kim Cúc ơi, đẩy view chia sẻ nhiệt tình cho em gái Lê Hương nào. Chị gái nhà mình là chị gái lớn nhà mình, có bằng lái xe cho chị ơi. Đợt này về nhiều xe đẹp lắm ạ. Mùa World Cup này em Hương về nhiều xe đẹp giá hợp lý nhá. Đây là City số tự động 2013 và đăng ký lăn bánh lần đầu 2014 đây. Em đang bán là 365 triệu ạ. Xem xe ở đâu? Anh Nguyễn Văn Bốn ơi và các bác nhà mình ơi, xem xe nhá. Trực tiếp là địa chỉ đây. Mặt đường 62m, chân cầu Lộ Cương, đằng ngay cái bùng binh này. Địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương nhá. Em nằm ngay bên cạnh chân cầu Lộ Cương và trường Đại học Hải Dương. Anh Bốn để lại số điện thoại, em kết nối Zalo em tư vấn cho anh nhá. Cây xăng dầu 51 đằng sau là sẽ là Serumoto nhà em nhá. Các bác ơi đến đây mua xe sẽ phun bình xăng cho mình đi về lên, các bác yên tâm này. Đấy, anh Bốn để lại số điện thoại em gửi Zalo cho. Mặt đường 62m, kể cả anh con đi đường cao tốc quốc lộ từ Hải Phòng qua Hà Nội thì đến em cũng chỉ còn có vài cây đó thôi, rất là gần nhá, rất là dễ đi, toàn đường to thôi. Có một cái ô tô vàng vàng phía xa kia, ghi là ở đây bán ô tô, các bác vào đây có trên 200 đầu xe. Giá từ 58-63 triệu có xe để phục vụ bà con thì mình đi Tết rồi. Và bên đây là một chiếc xe Kia Morning, biển thủ đô Hà Nội, 4 số, một chủ sử dụng từ mới này. Kia Morning với nước sơn và màu xanh. Với cái tầm tiền 175 triệu thì em nghĩ các bác lên cân đối một chiếc xe Kia Morning. Thay vì mua một chiếc xe SH vẫn bị lắng, vẫn bị mưa, vẫn bị rét nhá. Thì Morning đây ăn ít xăng hơn là SH. Số tự động 5 chỗ ngồi bản SNX đây. Em đang bán với giá là 175 triệu ạ. Đấy, nhà em đủ bộ sưu tập luôn, xanh đỏ tím vàng, xanh nào em cũng có này. Các bác hợp màu xanh mà cứ phải là xanh lá hay xanh dương em đều đầy đủ hết nhá. Đầy đủ hết ạ. Cho chị vào trong nhà ngồi. Để lại số điện thoại em tư vấn nào các bác ơi. Chevrolet cờ đuôi, dòng xe thương hiệu Mỹ đây. Em có 3 chiếc màu vàng gold nhá. 2011 có này, 2016 có và hôm nay em về thêm 2013 nhá. 2013 thì cũng giống như 2016 là lên form rồi. Gạt mưa tự động, điều hòa tự động. Và có đầy đủ cho em nó cũng là điều hòa này, gạt mưa này, đèn pha tự động rồi, biển thủ đô Hà Nội. Cờ đuôi 2013 máy 1.6 la răng thể thao phanh ABS này. Em đang bán là 265 triệu cho đời 2013 đây. Giá quá là hợp lý luôn nhá. 2013 là lên form rồi các bác nhá. Đầy đủ cho em rồi. Và em đang bán là 265 triệu máy 1.6 ạ. Số sàn đi thì đầm chắc như nào cam gì. Một dàn lốp Michelin này, 4 bánh trang bị phanh ABS chống bó cứng an toàn, biển thủ đô Hà Nội màu vàng gold ạ. Em này màu đậm hơn một chút so với 2016 và 2011 nhá.
Anh Bốn ơi, để lại số điện thoại cho em để em sẽ gửi số Zalo cho anh nhá, hoặc kết nối trực tiếp qua Zalo cho em Hương qua số hotline 0354602790 để em hỗ trợ tư vấn này. Chào bác Nguyễn Hồng, chào anh Danh Vi, chào anh Đoàn Danh này, chào anh Giai Phạm Đô này. Accent 2020 số sàn bản lắp ráp trong nước đây, biển 34 tư nhân Hải Dương. Lên pha bi cầu, tay lắm cửa lại ốp mạ chrome la răng đẹp rồi. 445 triệu đời 2020 này. Hôm nay thì còn về thêm một em Kia Rio nhập Hàn nguyên chiếc nhá. Đời 2016 nhưng giá chỉ bằng 2015 thôi. Lên cam 360, máy số zin, màn hình xịn, bao tiết hãng toàn quốc cho các bác nhà mình. Rio 2016 biển 61 là Bình Dương. Em đang bán với giá là 398 triệu. Phải nói là sau một mùa World Cup thì xe sẽ rẻ hơn một chút nhá. Thời điểm này các bác mua sẽ không bị cập dập về giá này, mà được nhiều quyền lựa chọn nhá. Nhớ ga tự động cầu lưu control, màn hình xịn này, cam 360 gần chục củ rồi các bác nhá. Đèn gầm là đèn pha bi cầu nhá. 398 triệu ạ. Ok. Thúy ơi, mang chìa khóa hộ chị con Gio ra đây nào. Vào trong nhà lấy chìa khóa Gio, bấm mở cửa hộ chị con này. Sao này em ơi, mang nước ở đây. Có Kia Gio đây ạ. Em chào anh Đài Nguyễn này, em chào bác họ Bùi Thiên này, chào em xinh gái. Ok các bác như mình ơi, thầy view giúp em nào. Bác nào có muốn mua xe 7 chỗ tập lái thì em có nhá. Nhà em có một con Jolie như này 148 triệu thôi. Nhưng con này là xe của thầy giáo rồi, thầy giáo không cho bán. Nhà em có một con như này 8 chỗ ngồi số sàn 148 triệu. Bác nào thích tập lái 7 chỗ ngồi em có luôn nào. Không có số em ơi, đi vào tìm bên trong là Gio là ra. À số 66, số 66 nhá, số 66 em ơi. Và bên đây em còn về thêm đây xem là Daihatsu Matiz đây. Một chiếc xe Chevrolet bao nhiêu tiền? Chevrolet à? Anh ơi, Chevrolet là 265 triệu đời 2013, 245 triệu đời 2011 và 325 triệu đời 2016. 2016 là form khác hẳn luôn nhá. Anh Đại Nguyễn ơi, để lại số điện thoại xem hết video ngày hôm nay của em nào. À, em cho các bác nhà mình tham khảo thêm một chiếc xe Chevrolet nữa đây. Em đã giỏi lại còn xinh đẹp nữa. Ok anh Huy Hùng ơi, hẹn một ngày nào đấy có thể giao lưu cùng với anh này. Ví dụ như tầm tài chính của mình chưa tới 250 triệu, em có Chevrolet Cruze 2011, cũng là biển thủ đô Hà Nội, xe đăng ký 5 chỗ ngồi, 245 triệu, đèn halogen siêu sáng này. 245 triệu các bác nhé. Thôi anh Cường, con Gio đâu, bấm chìa khóa ra đây cho khách xem. Đây chị anh ơi. À, màu vàng đây, màu vàng em có 3 chiếc cơ. Chiếc 2013 là 265 triệu. 2011 lên la răng 5 chấu thể thao, phanh ABS đẹp đây cũng chỉ có 245 triệu thôi. Điều đặc biệt là em nó đều là gái thủ đô Hà Nội các bác nhé. Em 2011 này cũng được bác chủ cũ lên đèn cũng lên được cho em là màn hình Android cảm ứng này, ốp vô lăng siêu sáng này, đèn pha sáng này, ghế da cao cấp. 245 triệu bao hồ sơ. Ngày hôm nay trên livestream để kích cầu các bác nhà mình có thể ủng hộ em Hương nhiều hơn nữa. Tặng luôn các bác nhà mình 10 triệu đồng, chụp lại biển số kết bạn Zalo cho em. Hương ơi, anh thấy em chốt con này trên live có 235 triệu thôi, vẫn còn bao hồ sơ đúng không? Là chốt luôn các bác này. Em đang chào bán với giá là 245 triệu ngày hôm nay. Ngày hôm nay nhá, 235 triệu em bao hồ sơ, có Chevrolet Cruze số sàn máy 1.6 này. Dòng xe đầm chắc như là Camry luôn các bác nhá. Anh Quốc Nguyễn ơi, để lại số điện thoại cho em nào. Ok anh Bất Cần ơi, anh Đài Nguyễn ơi, để lại số điện thoại nào để em sẽ gửi video hình ảnh chi tiết nhất cho anh. Trên này thì chỉ có thể xem qua được nội thất và ngoại thất thôi. Còn để số điện thoại kết bạn Zalo em sẽ cho các bác nhà mình nhá. Hết gầm bệ này, máy số xe quá là đẹp luôn. Shop này nhiều xe đẹp quá. Ok bác Cường nhất nhá. Hôm nay em Hương đã cảm nhận được không khí của Tết rồi các bác ơi. Sáng nay có thể là đẹp ngày, có thể là các bác Gio đây, có thể biển 61 đây, có thể là các bác tầm giờ mua xe là hợp lý đây. Các bác ủng hộ em rất là nhiều. Sáng nay là 8 xe, 4 xe bàn giao, 8 xe dừng giao dịch rồi các bác ơi. Xuống anh xem lại con màu vàng cát. Anh ơi con màu vàng cát đây, em có 3 con màu vàng cát luôn. Em sẽ từ từ cho anh này.
Hyundai Accent sáng nay nhận cọc 20 triệu trên nai rồi. Xem trên nai chỉ cần xem thôi là bác có thể nhận cọc thoải mái 20 triệu rồi. Cam kết không đâm xô, không ngập nước. Em này thì máy số zin, xe gia đình chuẩn chỉ này. Anh Quốc Nguyễn ơi, cùng em xem hết nhá. Ngày hôm nay có 3 sự lựa chọn cho anh này. Một chiếc xe màu vàng cát đây, như các bác hay gọi em là màu vàng gôn. Nhìn giống như một thỏi vàng, không hề bị già, không hề bị xến và cực kỳ đẹp luôn. 2016 này form nó là form mới tinh luôn rồi. 2016 biển thủ đô Hà Nội đây. Đèn halogen siêu sáng, có đèn gầm pha bi cầu, giải đèn nét. Em này có gạt mưa tự động này, điều hòa tự động này, đèn pha tự động này. Máy số zin, bao tết hãng toàn quốc 2016 nhé. La răng đa chấu thể thao, một dàn lốp Hankook dày, xin nhan trên gương, dán phim cách nhiệt chống ồn, đầy đủ màn hình Android cảm ứng, cam lùi, cam hành trình. Các bác nhìn này, 2016 là đèn pha tự động đây. Giá chào bán của em nó là 325 triệu. Ngày hôm nay 315 triệu em bao hồ sơ. 315 triệu bao hồ sơ, có cho em một chiếc xe Chevrolet màu vàng cát hay còn gọi là màu vàng gold. Keo chỉ zin, máy số zin, bao tết hãng toàn quốc cho các bác nhà mình. Anh Quốc Nguyễn ơi, màu vàng cát anh có 3 sự lựa chọn. Nếu như tầm tài chính mình có đủ trên 300 một chút thì mình lấy hẳn đời cao lên một chút như thế này, thì đăng ký đăng kiểm nó còn dài nhá. Đây ạ, Chevrolet 2016 ạ, 4 mắt cảm biến va chạm phía sau, phần sau form cũng khác rồi. 325 triệu bao hồ sơ, còn 315 triệu. 2011, 2011 cũng đầy đủ cho em là cam lùi, màn hình Android, 4 mắt cảm biến, la răng đa chấu, 5 chấu thể thao, phanh ABS chống bó cứng an toàn, màn hình Android cảm ứng đây. Và em đang bán chiếc xe này với giá là 245 triệu cho đời 2011. Và em ra kia sẽ quay lại cho các bác nhà mình 2013 nhé. Có 3 chiếc xe với 3 tầm tài chính, các bác có tầm tiền nào thì mua tầm tiền đấy, phù hợp với mục đích kinh tế nhà mình, để không phải mua xe với mức mà mình phải với, nó không bị mệt nhá. Vừa vừa tiền thôi, chưa đến 250 triệu quay đầu thì các bác có thể mua 2011. Hơn 250 triệu một chút thì mua 2013. Còn nếu như mà tầm đủ 300, hơn 300 một chút thì mua 2016 ạ. 2013 cũng là biển thủ đô Hà Nội. 3 chiếc xe Chevrolet màu vàng cát của em Hương đều là biển thủ đô nhé. La răng 5 chấu, một dàn lốp dày, phanh ABS chống bó cứng an toàn, xin nhan trên hông đây, đăng ký đăng kiểm tới tháng 3 2023. 2011 và 2016 thì lên màn hình to rồi. 2013 thì màn hình hơi bé một chút nhưng không sao, được lên điều hòa tự động rồi các bác nhé. Lên điều hòa tự động rồi, ghế da hai màu, trần nỉ zin, số sàn 1.6 đây. 265 triệu cho đời 2013 các bác ơi. 2013 265 triệu bao hồ sơ, và còn bớt thêm dán hết phim cách nhiệt chống ồn rồi. Các bác về không cần phải làm thêm một cái gì đâu, cứ thế là chạy thôi ạ. Anh xem xe tầm 7 chỗ 250 triệu à? Tầm 7 chỗ mà 250 triệu. Anh có thích xe tự động không anh ơi, hay anh thích số sàn ạ? Ở đây em có một chiếc xe Chevrolet Captiva đời 2010, số sàn. Xe đăng ký 7 chỗ ngồi nhá. Em đang bán là 238 triệu, biển 30 năm, nước sơn màu vàng cát. Em ở chỗ nào Hải Dương, anh Nguyễn Văn Ninh ơi, mặt đường 62m, chân cầu Lộ Cương, nằm ngay cạnh trường Đại học Hải Dương, 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương là địa chỉ bên em nhé. Anh Ninh cho em xin số điện thoại nào. Anh Cường Nhất ơi, để lại số điện thoại đây, em tư vấn cho anh Innova nhé. Các bác ơi, phải để lại số điện thoại thì em mới có thể xuống like kết nối Zalo tư vấn nhiệt tình hơn nữa. Trên like em đã quay chi tiết rồi, xuống like kết bạn Zalo em gửi hình ảnh video chi tiết giấy tờ xe, chủ cũ của xe, để các bác có thể cân đối trước khi ra quyết định là có ủng hộ kết bạn giao lưu của em Hương không nhé. Xe tự động ạ, à? Ok, Hùng to giữ máy giúp em này. Tự động mà 250 triệu 7 chỗ ngồi, để em nghĩ một chút nào. Ở đây nó có Captiva số sàn 2010, 238 triệu, đèn pha bi cầu, điều hòa tự động, ghế lái chỉnh điện này. Dán cách nhiệt chống nắng em ơi, dán hết đầy đủ rồi, cách nhiệt chống nắng, chống ồn, chống nhìn trộm luôn. Các bác có chở vợ mình trên xe cũng không ai biết, có chở cô hàng xóm trên xe cũng không ai biết, nên các bác yên tâm nhá, cứ yên tâm ạ. Dán hết rồi. Innova tự động em có anh Giai ơi, Innova tự động 2008, 310 triệu đồng. Xe gia đình zin hết cả xe luôn, có Innova tự động ạ. Có Innova tự động nhá. Để lại số điện thoại cho em nào.
250 triệu em cũng có xe. Các bác ơi giữ máy giúp em nào. Tại vì hôm nay full hết xe cả bãi này. Nhiều mẫu xe quá này. Đây là Innova số sàn này. Innova tự động đâu nhỉ? Để em nhìn ngắm xem là em nó ở khu vực nào nào. Rất là nhiều mẫu xe các bác nhé. Chào anh Đặng Công Minh này, chào anh Sang Nguyễn Hồng này, chào anh Long Giang này. Các bác ơi đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Anh Hùng To ơi giữ máy giúp em nhé. Innova đâu nhỉ? Xa quá nhỉ. Thôi được rồi, để em đi lần lượt nha. Innova tự động đâu? Không thấy luôn. Đây là Orlando rồi. Đó, em cũng sẽ quay lần lượt nhá. Innova tự động không biết nào. Để đâu ấy? Innova tự động ấy. Innova tự động kia kìa. Được rồi. Ở đây em có một chiếc xe Chevrolet Orlando, xe số tự động đăng ký 7 chỗ ngồi, đến từ thương hiệu Chevrolet, biển 15. Em đang bán là 320 triệu. 320 triệu có Orlando số tự động đây ạ. Quay anh xem Avante nhá. Có Avante anh Phạm Đình Nguyễn ơi, Avante hiện tại em có 3 chiếc số tự động. Màu đen, màu lâu, màu trắng này. Phong thủy anh hợp màu nào nào để em quay Avante này. Anh Phạm Đình Nguyễn ơi, Avante dòng xe dành riêng cho thị trường Việt Nam, có Avante nhá, giữ máy giúp em nào. Đâu nhỉ? Nhiều xe quá. Đây rồi, có một chiếc màu trắng Ngọc Trinh đây rồi. Ba màu luôn cho anh lựa chọn đây. Avante số tự động nước sơn màu trắng Ngọc Trinh, lên cửa sổ trời, xin nhan trên gương. Biển 14 Quảng Ninh, dòng xe em đang bán đây có cửa sổ trời, điều hòa tự động nhé. Avante 2012 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2013. Em đang bán với giá là 355 triệu. 355 triệu có Hyundai Avante, dòng xe dành riêng cho thị trường Việt Nam các bác nhé. 355 triệu đây. Ghế da cao cấp, củ số rích rắc, gương kính cụp chỉnh điện cho em ạ. Em này thì trần nỉ zin, số tự động đẹp, nước sơn màu trắng này. Em này còn được bác chủ thêm cho em nó một bộ thảm rối cực kỳ sạch sẽ nhá. Có Hyundai Avante đây, màu trắng này. Anh ơi anh có hợp màu trắng không ạ? Anh Luyện ơi có hợp màu trắng không? Hợp màu trắng là chốt em này quá là hợp lý rồi. Đây màu trắng đây. Anh Phạm Đình Luyện ơi màu trắng đây. Màu trắng zin luôn. 2013 đăng ký 212 đăng ký 2013. Cam lùi cam hành trình, biển 14 Quảng Ninh, bao hồ sơ. Ai bốc quấy? 355 triệu em bao hồ sơ ạ. Accent số sàn 214 hoặc 2150 ạ. Em có anh Trần Văn Tùng ơi, accent số sàn có luôn. Bản nhập xịn sò luôn nhá, có accent số sàn này. Đây là Avante 2013 đăng ký 214 nhá. À số 212 đăng ký 213 nhá. 350 triệu còn 340 triệu em bao hồ sơ. Anh gì nhỉ? Bãi nay thấy đông khách nhỉ anh ơi, từ sáng đến giờ là chốt 8 xe rồi. Cái trưa nay là vẫn full khách luôn. Thời điểm bây giờ các bác mua xe là hợp lý về giá này, hợp lý về đa dạng mẫu xe này. Nếu như mà gần Tết là cập dập quá là cũng không còn xe nhiều xe đẹp như bây giờ đâu ạ. Các bác mua tranh thủ nhá. Anh Phạm Đình Luyện ơi để lại số điện thoại nào. Em còn có một con màu đen nữa, đời 2014 đăng ký 2015 nữa cơ. Để lại số điện thoại nào. Máy số sao anh ơi, máy số zin. Cam kết cho anh không đâm xô, không ngập nước và không tranh chấp giấy tờ. Đấy là điều chắc chắn luôn. Keo chỉ máy số zin hết cho em ạ. Còn bên đây là một chiếc xe Hyundai Accent đây. Anh Tùng ơi Hyundai Accent đây ạ. Accent bản nhập 2014, số sàn máy 1.4, nhập Hàn nguyên chiếc nhá. Em đang bán chiếc xe Accent số sàn này với giá là 338 triệu. Lên đèn pha bi cầu, giải đèn nét, đèn gầm đầy đủ rồi. La răng đa chấu, phanh ABS chống bó cứng an toàn. Và em đang bán với giá là 338 triệu ạ. Đây anh Tùng ơi, em đang quay Accent nha anh. Accent màu đen quốc dân, màn hình giải trí, trần nỉ zin, ghế da cao cấp, số sàn. Vô lăng đẹp, cam hành trình có rồi. Xem nào có cam lùi không nào. Cam lùi, cam hành trình, màn hình Android cảm ứng một combo đầy đủ cho em rồi. Gương kính cụp chỉnh điện này. Táp ly đẹp, keo chỉ zin luôn.
Em đang bán là 338 triệu đời 2014, có cho em một chiếc xe Accent 2014 số sàn đây, màu đen quốc dân nhá. Anh ơi để lại số điện thoại cho em là anh Tùng ơi. Ok anh Phạm Đình Luyện này, em có đầy đủ rồi. Để em sẽ quay thêm cho anh Luyện một chiếc xe màu đen nữa nhá. Đầu màu đen thì sẽ cao hơn màu trắng một chút, cao hơn thì giá cũng cao hơn một chút thôi. Còn Hyundai Accent đây, 2014 đây, đèn pha bi cầu, giả đèn nét, có đèn gầm rồi, 338 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm Avante số tự động, em còn có màu đen nữa cơ. Rất là nhiều mẫu xe nhá, cùng em xem buổi báo giá ngày hôm nay nào, có Avante nhá. Trước khi quay Avante thì em còn có thêm một chiếc xe Innova này. Innova đời 2008, biển 20. Phanh ABS chống bó cứng an toàn, xe đăng ký 8 chỗ ngồi, số tự động. Innova số tự động đời 2008 em đang bán là 310 triệu đồng. Máy số cực kỳ chất luôn, xe cam kết cho các bác là chuẩn chỉ gia đình, không chạy một ngày taxi dịch vụ nào. Số tự động dễ đi, xe rộng rãi thoải mái cho em ạ. Chia sẻ mạnh cho chủ shop xinh gái nào mọi người ơi. Ok, cảm ơn anh Giai Cường nhất nhá. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em. Anh ơi vừa rồi anh hỏi Innova thì em có Innova đây. Màn hình Android cảm ứng trần nỉ zin, 3 hàng điều hòa độc lập, túi khí an toàn, 2 túi khí an toàn, 2 cảm biến va chạm phía sau. Gương kính keo chỉ zin đét cho em, tay nắm cửa ốp mạ chrome, nước sơn màu đen zin tuyền luôn nhá. Zin đen tuyền luôn. 310 triệu đồng thời điểm này các bác không mua Innova tự động thì rất là hiếm khi có luôn. Đến bản thân em Hương là một showroom, một gara lớn mà đến tận 6 tháng mới mua được một em Innova đẹp như thế này. Thì các bác phải biết rằng nó rất là hiếm luôn. Để mua được một chiếc xe đẹp rất là khó nhá các bác nhá. Nên các bác ơi để lại số điện thoại cho em nào. Avante em còn có màu đen nữa này. Này Accent sáng nay nhận cọc 20 triệu trên nai rồi nhá. Accent dừng về Thái Bình rồi bác này. 20 triệu thôi là ship xe tận nhà rồi cho anh Hoan Nguyễn này. Chào anh The Way này, chào bác Lê Số, chào bác Hoan Nguyễn, chào bác Dương Đào. Các bác ơi đẩy view mạnh mẽ lên cho em nhé. Mazda 6 em Hương cũng nhận cọc của một anh giai ở phố lối Hưng Yên rồi. Em còn Mazda 3. Mazda 3 đời 2017 bản phanh tay điện tử 2 chế độ lái em đang bán là 535 triệu. Gửi chi tiết ok anh Tùng nhé. Các bác thì mình ơi chỉ cần để lại số điện thoại thôi. Còn nếu như cứ chốt là khách trên live em giảm cho mình 10 triệu cộng bao hồ sơ nhá. Ok chưa ạ? Khách trên live stream lúc nào cũng là một cái gì đấy. Em Hương bao giờ cũng hoan hỉ hơn rất là nhiều nhá. Mazda 3 đời 2017 đây, 535 triệu. Ngày hôm nay em để cho các bác nhà mình còn 520 triệu bớt trực tiếp trên live stream thu hồi vốn về quê thân vịt rồi. Về quê thôi các bác ơi. Fiat màu trắng tự động số sàn. Cái gì ạ? Fiat màu trắng ạ. Anh Hùng Nguyễn ơi, em chỉ có Fiat số sàn màu vàng cát. Tự động thì em có màu đen nhá. Màu vàng cát là em có số sàn, còn tự động thì em có màu đen. Anh Hùng Nguyễn để lại số điện thoại cho em nào. Anh Hùng Ngô nhá. Mazda 3 2017 520 triệu chốt trên livestream. Ngày hôm nay em còn về thêm một dàn những dòng xe 5 chỗ ngồi gầm cao chân dài. Đó chính là Tucson, Kia Sportage và Eco Sport này. Một chiếc xe Hyundai Tucson đời 2010, 5 chỗ ngồi gầm cao, 2 cầu, máy xăng, số tự động, động cơ trang bị 2.0, biển 37 Nghệ An nhá. 5 chỗ ngồi gầm cao dòng xe SUV đây. Xin nhan trên gương, la răng đa chấu thể thao, một dàn lốp dày, phanh ABS chống bó cứng an toàn. Đăng ký đăng kiểm còn tới tháng 11/2023. Phím mở một trạm thông minh hai cánh trước này, điều hòa tự động, ghế lái chỉnh điện. Cửa sổ trời toàn cảnh, panorama toàn cảnh cho em ạ. Ghế da zin cao cấp theo xe nhá. Đề lổ khởi hành start top đây. Em đang bán với giá là 439 triệu, 5 chỗ ngồi gầm cao SUV số tự động đây. Hyundai Tucson đây ạ. Ghế lái cụp chỉnh điện, ghế lái chỉnh điện, gương kính cụp chỉnh điện cho em nhá. Máy xăng 2 cầu 439 triệu ạ. Có cần có cái gì ạ? Có con gì 7 chỗ 2015 2016 ạ? Bác Dương Như Thưởng ơi, đời 2015 2016 mà 7 chỗ thì em có Innova nhá. Innova 2015 số sàn, xe đăng ký 8 chỗ ngồi. Em đang bán với giá là 388 triệu ạ. Bác Dương Như Thưởng ơi, để lại số điện thoại cho em nào. Chào một bác tiếng Hàn này, chào anh Giai Đình Biên, chào anh Tuấn Anh. Xe 63 triệu là xe nào, quay cho anh xem nào. Ok anh Vũ Tiến nào.
63 triệu là một chiếc xe Daihatsu Matiz bản SE, lớp sơn màu xanh. Anh vào trong nhà uống nước này. Đăng ký 5 chỗ ngồi số sàn, các bác có tập lái đi ok cho em đi xuyên Việt nhá. Các bác cứ vừa đi vừa nghỉ cho em. Đi được một thời gian dài các bác lại kiểm tra nước, các bác lại để ý cho em đi xuyên Việt cho em luôn ạ. Đây ạ, 68 triệu à 63 triệu đây, Daihatsu Matiz nước sơn màu xanh, biển 20 Thái Nguyên. Đấy, xanh như lá chè Thái Nguyên luôn. Động cơ trang bị 0.8, ăn xăng thì ít hơn là ngửi luôn. 0.8 các bác nhá. Đấy, không cầm chìa khóa ra là không mở được cửa rồi. Nội thất bên trong màu nâu nhá. Xe thì chỉ có 63 triệu thôi nhưng lắp cái màn hình 8 củ. Lắp cái màn hình to 8 củ 12 inch luôn các bác ơi. Bác nào thích xe tập lái thì em có đây, 63 triệu Daihatsu Matiz, xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Màn hình Android cảm ứng lắp gần 8 củ cho em ạ. Một chiếc xe độc cái màn hình gần bằng tiền xe rồi, có Daihatsu Matiz đây. Không cầm chìa khóa ra rồi anh ạ. 63 triệu lên màn hình Android cảm ứng xịn đây. Tập lái này đi ok, tránh mưa tránh nắng đây. Quá là hoan hỉ luôn các bác nhà mình nhá. Đôi khi những dòng xe tập lái này đi rất hợp lý luôn, mưa nắng này. Giới thiệu cho anh con xe vàng. Con xe vàng đây anh ơi. Xe vàng là một chiếc xe Hyundai Galaxy nhưng độ lên form dáng của Ferrari. Chuẩn xe đại gia cường đô la các bác nhé. Hyundai Galaxy đời 2010, số tự động, biển 75. Cảm biến va chạm phía sau 4 mắt cảm biến bô đôi thể thao. Gầm thì thấp nhưng mà lốp thì to. Thiết kế chỉ có 2 cánh cửa thôi. Lên những chiếc xe này không phù hợp với những bác nào đi đông về gia đình nhé. 2 cánh cửa và 4 chỗ ngồi. Phù hợp hơn với những bác thanh niên yêu thương nhau. Đi chơi này, cháy phố này. Đề lỗ thông minh, lên bô on off, hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng. Xe chuẩn của anh Giai Cường đô la các bác nhé. Gương kính không viền. Số tự động ạ, 495 triệu. Nếu như em báo giá các bác giật mình luôn. 495 triệu. Nói về giá thì em nói không hề đắt. Nhưng nói về mục đích sử dụng thì nhiều bác sẽ phải cân đối đúng không ạ? Nhiều bác sẽ phải cân đối, giá của em nó toàn cái tiền độ đã gần bằng tiền xe rồi. Nhưng mà mục đích sử dụng thì nhiều bác phải cân đối. Vì sao? Vì nó là dòng xe thể thao hai cánh cửa. Nếu như vợ chồng trẻ hoặc thanh niên đi thì hợp lý hơn. Còn những bác trung niên thì không hợp lý một chút nào đúng không ạ? Có con nào tầm 300 triệu quay đầu nhưng 5 chỗ gầm cao không em ơi? 5 chỗ gầm cao mà cầm 300 triệu thì hơi khó anh ơi. Lên tầm 50 triệu, 60 triệu nữa là em tư vấn cho anh một em Eco 2015 số sàn gầm cao 5 chỗ ạ. Anh Vũ Tiến ơi, 63 triệu để lại số điện thoại em tư vấn nào. Chúc Lê Hương buổi trưa chốt được nhiều xe nhé. Ok anh Giai Ngô Tiến Toàn nào. Em chào anh Nguyễn Văn Thiệu nào. Anh Thiệu ơi, xe màu vàng đây anh ơi, 495 triệu. Có Vios bản G màu đỏ không ạ? Anh Lê Kiên ơi, Vios bản G thì có nhưng mà chỉ có màu vàng cát quốc dân thôi. Màu đỏ Vios lại hơi hiếm ạ, hơi hiếm Vios nhá. Vì Vios là một dòng xe dành cho những bác thứ nhất là trưởng thành, thứ hai là thích sự bền chắc và đầm. Chính vì thế cái màu đỏ lại không phù hợp nhiều với cái tầm khách hàng như thế ạ. Màu vàng cát và màu đen thì hợp lý hơn các bác nhé. Các bác nhà mình ơi, đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Anh Ngọc ơi, anh Linh Bùi ơi, bác chị gái Hà Trinh ơi, quá là xinh đẹp luôn. Chào bác Nguyễn Quang Văn này. Quang Nguyễn Văn này, để lại số điện thoại cho em nào. Đây ạ, Hyundai Galaxy, đèn pha bi cầu, giải đèn nét, đề lỗ thông minh. Bên trong em Hương mới bọc lại bộ ghế hơ mệt hơn 12 triệu. Nói chung là về tầm tài chính thì em nó chưa tới 500, nói về độ đắt của nó thì không hề đắt. Vì em nó là xe độ. Xe độ ạ, nhưng mà nói về mục đích sử dụng thì em nó sẽ không có mục đích kiếm tiền. Chỉ là đi chơi, đi thể hiện thôi. Nên là các bác hãy cân đối cho em nhé. Hai cánh cửa, 4 chỗ ngồi, Hyundai Galaxy ạ. Còn nếu như với tầm tiền đấy các bác mà muốn mua xe tự động, có thể đi gia đình, có thể đi dịch vụ, chở 5 người lớn thì hãy cân đối cho em sang dòng xe Kia Rio đi. Dòng xe quốc dân nhập Hàn nguyên chiếc, đời 2016 nhưng giá chỉ bằng 2015 thôi. 398 triệu, máy số zin, số tự động, màn hình xịn lên cam 360, đèn gầm bi cầu, đèn halogen siêu sáng, một dàn lốp mới thay. 2016 nhưng bác chủ đã thay dàn lốp rồi, có thể nói là rất là cẩn thận luôn. Lên cam 360 cũng gần một ục đấy ạ, gần một chục đấy. Nhớ ga tự động cruise control, vô lăng tích hợp túi khí an toàn. Màn hình siêu to khổng lồ luôn, trần nỉ zin, ghế da zin cao cấp, số tự động dễ đi.
Số tự động dễ đi các bác nhá. Có Kia Rio nhập Hàn nguyên chiếc đây. Con này em Hương chân dài mới họp. Đúng rồi anh ơi, bình thường thì không đi đâu. Bình thường thì đi Matiz Sở Bắc mấy chục triệu thôi. Tránh mưa tránh nắng đi trong phố cho dễ thôi. Nhưng lúc nào mà cần thể hiện rằng à đây là cô này, cô đấy bán ô tô là bắt buộc phải đi em này. Bắt buộc phải đi em này ạ. Để nó nâng cao cái tầm ảnh hưởng lên một chút. Nên em này phù hợp với khi mà mình đi chơi, đi cỗ, đi bời thôi. Còn em màu xanh kia mới là em đi chợ, đi gia đình của em Hương các bác nhé. Vừa ăn ít xăng vừa bé này, đi trong gia đình quá là hợp lý luôn. Có cho em đây. Nhiều lúc phải áo một tí đúng không ạ? Anh Xuân Phùng ơi, đợi em một chút em sẽ quay cho anh xe dòng xe 5 chỗ ngồi gầm cao 365 triệu nhé. 365 triệu nhưng chỉ chốt trên này ngày hôm nay là 350 triệu thôi. Chuẩn bị thu hồi vốn vào trong làm ăn cỗ ăn Tết rồi các bác ơi. Vào làm ăn Tết rồi. Bao nhiêu làm ăn Tết miền Bắc năm nay quyết định vào làm ăn Tết rồi các bác ơi. Nên thu hồi vốn sớm nào. Khi nào về nước nhất định phải làm một chiếc ủng hộ em gái Lê Hương xinh gái. Ok anh Giai mặt trăng mặt trời nhá. Bây giờ anh chỉ cần ủng hộ em bằng những lượt chia sẻ đi. Anh ơi tối nay về vào hết các trang hội nhóm ô tô buôn bán xe cũ này. Xong mai em Hương lên chia sẻ cho em nhá. Chia sẻ lên hội nhóm cho em. Để nhiều bác ủng hộ em Hương còn hơn 200 đầu xe nữa. Bán xong là em Hương về quê ăn Tết đây. Về quê ăn Tết thu hồi vốn luôn đấy các bác này. Vừa rồi anh Giai nào hỏi em Avante thì em mới quay có màu trắng đúng không ạ? Ngày hôm nay Hyundai Avante biển thủ đô Hà Nội nhá. Em màu trắng là biển Quảng Ninh 355 triệu. Em này biển thủ đô Hà Nội nước sơn màu đen. La răng 5 chấu thể thao phanh ABS chống bó cứng an toàn xin nhan trên gương. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 4 2023. Nhưng điều đặc biệt là em này một chủ sử dụng từ mới này. Gốc Hà Nội đây, một chủ sử dụng từ mới nhá. Máy số zin 213 đăng ký 214 370 triệu. Có Hyundai Avante. Em này chưa lên màn hình. 370 triệu em Hương bao màn hình. Đấy. Đến với em Hương là sẽ có màn hình nhá. Bao màn hình giải trí cho mình luôn. Số tự động này, máy số zin một chủ ạ. Có Cerato 2016 anh không? Anh Minh Quân ơi, đợt này em về khá là nhiều Cerato nhá. Nhưng mà anh để lại số điện thoại cho em ạ. Anh xem xe. Anh cứ vào xem xe đi ạ. Vào. Em có nhiều Cerato anh Quân Minh Quân nhá. Rất là tiếc khi mà từ mấy tháng nay mà anh Quân chưa ủng hộ em Hương được chiếc xe Cerato nhá. Hôm nay em nhất định sẽ gửi cho anh một chiếc xe Cerato với cái màu hợp phong thủy của anh. Màu trắng hay màu đen anh ơi, màu nào anh hợp phong thủy anh nhắn vào đây. Một chút nữa em sẽ gửi cho anh về Cerato nhá. Mùa World Cup mà xong thì em rất là nhiều Cerato luôn, nên các bác yên tâm nhá. Avante 213 đăng ký 214 370 triệu máy số zin một chủ đây. Giá chào bán này. Anh Minh Quân thích xe tô màu gì, trắng quốc dân hay là đen huyền bí hay là thích màu gì phong thủy hợp với mình, để lại bình luận dưới này. Xuống là em sẽ gửi cho anh xe tô nhé. Avante 2013 đăng ký 214 nhé, 370 triệu, máy số zin, keo chỉ zin, một dàn lốp dày phanh ABS chống bó cứng an toàn cả 4 bánh luôn. Và giá chào bán của em này chỉ là bao nhiêu? Chỉ là 370 triệu thôi ạ. Chào anh Giai Nguyễn Hải, chào anh Nguyễn Văn Tường, chào anh Vinh Nguyễn này. Bên cạnh Avante là một chiếc xe với màu sơn đối lập luôn. Đó chính là chiếc xe Chevrolet Cruze. Cruze bản NT sẽ là số sàn nhá. Nhưng mà form mới bản Sport đẹp rồi. Biển thủ đô Hà Nội, Chevrolet Cruze biển 30. Hôm trước có một bác bảo em rằng là anh trên Hà Nội không thấy ai đi Cruze bao giờ. Nhưng không hiểu lý do gì không thấy ai đi Cruze bao giờ. Mà sao Cruze toàn là biển thủ đô Hà Nội các bác ơi. Phải nói rằng các bác Hà Nội rất thích phong cách của Cruze. Đi đầm và chắc, phong cách đẹp, sang trọng. Máy 1.6 đi đầm không hề bị yếu, cũng không hề tốn xăng quá là nhiều đúng không ạ? Nên là Cruze toàn biển thủ đô Hà Nội thôi. Ngày hôm nay em còn có Cruze 359 triệu đời 2018. Em này đang đứng top 1 về đời cao đây. Đang đứng top 1 về đời cao trong dòng Cruze em Hương đang có này. 2016 đã lên đèn pha tự động, điều hòa tự động, gạt mưa tự động. Thì tất nhiên 2018 nó còn ra trước cơ. 2018 này gạt mưa tự động, điều hòa tự động, máy số zin. Màn hình Android cảm ứng, vô lăng tích hợp các phím bấm này. Xin nhan trên gương. Bác nào thích Cruze form mới màu trắng thì có thể chốt em này nhá. Biển thủ đô Hà Nội đây. 30F44300. Có cho em Cruze nhá, 2018 ạ. Ok anh Gia Minh.
Minh Quân nhá, màu trắng quốc dân sẽ có màu trắng quốc dân cho anh ạ. Kia Sedato có này, Kia Rio có này, Kia Rio 2016 mà ngày hôm nay giá chỉ có 398, đúng bằng xe 2015 luôn. Máy số zin lên cam 360. Sedato sẽ có 2016 cho anh ạ. Chào bác Mi Trà, chào bác Gia Linh, chào bác Nguyễn Văn Cường, chào anh Hoàng Bằng, chào anh Nguyễn Thoại này. Cờ Rui 2018 359 triệu, chưa đến 360 triệu, bao hồ sơ còn bớt. Biển Thủ Đô, La Răng Đúc Thể Thao, phanh ABS, đèn halogen siêu sáng, nước sơn màu trắng ngọc trinh này. Bên cạnh Cờ Rui thì em còn có một chiếc xe Honda City nhé. City thì em có số sàn em quay rồi, số sàn là 300, à số tự động, số tự động là 365 triệu. Ngày hôm nay City tư nhân một chủ máy zin nhá. Biển Quảng Ninh, em đang bán chiếc City số sàn này với giá là 328 triệu. Đời 2013 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2014 này. Em này cũng là một chủ sử dụng từ đầu nhá. Máy số zin, xin nhan trên hông, một dàn lốp dày. Tay nắm cửa ốp mạ chrome, nội thất thiết kế vô lăng này quá là đẹp luôn. Ghế da cao cấp chưa lên màn hình nên trần da 6D. 328 triệu bao hồ sơ, bao màn hình cam lùi cho các bác nhà mình. Xe nào chưa lên màn hình em Lê Hương sẽ lên màn hình cho các bác nhà mình luôn nhé. Lên các bác ơi, đẩy view đẩy like mạnh mẽ lên cho em nào. Avante giá bao nhiêu bạn? Anh Nguyễn Tiến Dũng ơi, Avante màu đen đời 2013 đăng ký 2014 là 370 triệu ạ. 370 triệu một chủ sử dụng máy số zin nhá. Anh Viên Nguyễn ơi, hôm nay em có về thêm Morning 2013 rồi đấy anh ơi. Morning 2013 số sàn màu trắng quốc dân, em đang về thêm giá là 155 triệu nhá. Avante biển Thủ Đô Hà Nội máy số zin một chủ 370 triệu bao hồ sơ. Và tất nhiên giá đấy là còn bớt này. i10 bản đủ 2016 máy 1.2, xin nhan trên gương, phím mở một trạm thông minh. i10 2016 máy 1.2 bản nhập ấn nguyên chiếc em đang bán nè, 295 triệu. Ghế da lên bộ ghế da đẹp rồi, màn hình bé này 295, bao hồ sơ bao màn hình bé quá thì xem làm sao mà sướng được. Cái gì cũng phải lên màn hình to thì xem mới sướng được. Ok chưa ạ? Đi vào sâu bên trong đây nhá, em sẽ tư vấn cho các bác nhà mình dòng xe 5 chỗ ngồi gầm cao nhưng giá 400 triệu quay đầu, ok không ạ? 400 triệu quay đầu có 5 chỗ ngồi gầm cao Eco Sport đây. Chào bác Bùi Thị Thu, chào bác Bùi Minh, chào anh Giai Nguyễn Văn Tĩnh, chào bác Đỗ Đoàn này, Đỗ Đàn. Một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao đời 20 ạ. Ok anh Minh, anh Viên ơi, em có đăng qua Zalo rồi đấy, sáng nay em mới đăng xong biển 26 màu trắng đấy, đợi em một chút nhé. Một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao, bản chen không có cửa sổ trời nhưng có 7 túi khí và phanh ABS, biển 20. Một chiếc xe Eco Sport đời 2015, máy 1.5, 365 triệu. 365 triệu ngày hôm nay nhé, cắt xả thu hồi vốn này, 350 triệu. Giá này là giá chốt trên livestream cho khách hàng trên livestream của em Hương ạ. 350 triệu có Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao. Xe không lỗi nhá, không phải là xe lỗi mà cắt xả lỗ đâu, mà gần Tết rồi, cập nhật như này nè. Cắt xả dần là vừa còn về quê ăn Tết các bác nhá. 350 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay Eco Sport ạ. Santa Fe em có nha, Santa Fe em có 2 chiếc đang về nhưng giá hơi cao một chút ạ. Anh để lại số điện thoại cho em nào. Có 2021 tầm 1 tỷ 070, 2016, 2017 cũng tầm trên 800, có Santa Fe đời cao. Và có Santa Fe cũng là Santa Fe nhưng giá chỉ có hơn 200 một tí thôi. Nhiều Santa Fe ạ. Em chạy dịch vụ, cho em xem con nào máy dầu 7 chỗ ạ. Anh Nguyễn Văn Tĩnh ơi, chạy dịch vụ sao anh không chạy máy xăng, nhất là Innova. Em thấy tất cả hầu như 90% khách đến xem em Hương mua xe để 7 chỗ chạy dịch vụ, toàn một là mua Xpander, hai là mua Innova, chứ chưa thấy ai mua máy dầu chạy dịch vụ mấy khi bao giờ. Sao anh không mua Innova và Xpander nhỉ? Cho thấy nó hợp lý hơn một chút nhỉ. Fiat 2010 có không em? Anh Yên Bùi ơi, 2010 em lại bán mất rồi. Em chỉ còn 2015 thôi. À em đang về thêm một chiếc 2012 màu đen nhá, biển không biết là Bắc Giang hay Bắc Linh, em quên mất rồi. Em đang về một chiếc Invios 2012 màu đen. Anh Yên Bùi ơi, để lại số điện thoại cho em nào.
cố lên một chút là mua hẳn 212 nhá, đang trên đường về. Anh Nguyễn Văn Tĩnh ơi, để lại số điện thoại cho em nào. Anh Hoàng Thế ơi, để lại số điện thoại cho em nào. Các bác nhà mình ơi, phải để lại số điện thoại thì em mới tư vấn nhiệt tình được nhá, để gửi hình ảnh video này. Ngày hôm nay em còn lên sóng cho các bác nhà mình một mẫu xe số tự động ạ. Một mẫu xe số tự động 155 triệu. Kia Morning biển tư nhân Hải Dương với nước sơn màu đen. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi số tự động nhé. Điều hòa tự động cho em. 155 triệu bản nhập Hàn nguyên chiếc. 155 triệu củ số thẳng này, dễ đi này. Bác chủ cũ còn lên đèn đề lỗ thông minh, ghế da zin. À ghế da là em mới thay, trần nỉ zin nhá. Morning tự động 150 triệu chốt trên livestream ngày hôm nay cho các bác nhà mình. Có Kia Morning số tự động đây. Cảm biến va chạm phía sau có hai mắt cảm biến, có cam lùi, có cam hành trình. Màn hình hơi bé ạ. Cho anh xem xe cũng được, ok anh ạ. Cho anh xem Xpander đi anh ơi. Xpander chắc phải ngày kia mới về đến nhà nhá, đang trên đường về Xpander. Anh Mai Khoản để lại số điện thoại cho em nào. À, em sẽ lên cho các bác nhà mình một mẫu xe chạy dịch vụ, đó chính là Innova. Vì em thấy Innova các bác lui nó sẽ dễ lui hơn là so với những dòng xe 7 chỗ khác nhé. Để mà chạy dịch vụ, nếu mà đi gia đình các bác có nhiều dòng xe 7 chỗ ngồi chạy gia đình. Nhưng nếu mà để chạy dịch vụ thì em nghĩ Innova là một trong những đối thủ 7 chỗ chạy dịch vụ không ai vượt qua được. Ăn ít xăng, tiết kiệm nhiên liệu, không sợ bị hỏng vặt, đi đường dài quá là ok luôn. Innova đời 2006 với nước sơn màu đen, xe đăng ký 8 chỗ ngồi, nếu tầm tài chính của mình hợp lý hơn 200 thì chốt em này cho em. Máy số ngon, sơn si sạch sẽ, không đâm xô ngập nước, 235 triệu có Innova màu đen, đời 2006 biển thủ đô Hà Nội đây. Biển thủ đô Hà Nội đây, đang tiện mở lắp cabo ra cho các bác xem máy số luôn. Cực kỳ ngon lành luôn các bác nhé, keo chỉ còn giữ nguyên bản cho em. Innova 2006 ạ. 235 triệu đây ạ. Ok anh giai đấu nào, đẩy view lên cho em nào các bác ơi. Chào bác Hồng Vũ, chào bác Văn Minh, chào bác Đoàn Thương. Chào anh giai tiệm bánh Phúc Lộc, chào anh Việt Hữu này. Bên cạnh Innova 2006 nếu như hơi thấp thì em có Innova 2013, Innova 2008 và Innova 2016 form mới nhá. Innova 2016 form mới em đang bán với giá là 506 triệu. Nhưng ở đây trước mắt các bác nhà mình là Innova 2013 nhé. Innova 2013 365 triệu, xe đăng ký 8 chỗ ngồi. Đời 2013 bản lắp ráp trong nước. Số sàn táp ly táp lô đẹp đây. Gương kính cục chỉnh lên xuống đệm cho em ạ. Em này chưa lên màn hình. Chính vì vậy 365 triệu bao hồ sơ, bao màn hình cam lùi cho các bác luôn. Bao màn hình cam lùi luôn các bác nhé. Có Innova 2016 la răng thể thao, phanh ABS, chống bó cứng hoàn toàn đầy đủ cho em rồi. Có Innova đây ạ. Morning tự động vừa rồi em bán là 150 triệu các bác nhá. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi, số tự động đẹp ạ. Kia Rio này thì nhận cọc của khách rồi này. À đâu, không phải đâu, em này chưa nhận cọc, em này số khác này. À, Kia Rio em có 216 này. Và em còn có cả Kia Rio 216 đăng ký 217 hồ sơ cầm tay. Có Kia Rio này, các bác mua em này thì không cần phải đợi hồ sơ đâu. Đến phát là về bốc biển được ngay luôn nhé. Kia Rio đời 2016 đăng ký 2017, nhập Hàn nguyên chiếc, máy 1.4 AT là tức là số tự động nhé. Hàn Quốc này, em này cũng được bác chủ cũ lên pha bi cầu rồi. Số tự động, nội thất đen, trần nỉ zin, 408 triệu đời 2016 nhé. À, em này thì giá hơi cao một chút so với em kia, nhưng đều là máy số zin xe đẹp ạ. 216 408 triệu đây các bác ơi, đẩy view lên cho em nào. Chào anh Lê Văn Tài, chào anh Lê Sơn, chào anh Tuấn Nguyễn, chào anh Giai Sóng Biển, chào anh Nguyễn Chí Thành và chào anh Công Huynh nhá. Rất là nhiều mẫu xe. Còn nếu như mà các bác thích 7 chỗ tự động đi gia đình thì Captiva sẽ hợp lý hơn. Vì Captiva chấm to hơn so với Innova. Đi gia đình thì các bác có thể lui được, nhưng nếu đi dịch vụ thì không thể lui được đâu. Vì em nó ăn xăng hơi nhiều so với Innova, nhưng để đi gia đình thì quá là rộng rãi luôn. Ăn xăng hơn một chút không sao cả, gia đình mình đi ít mà, thỉnh thoảng đi đâu một chuyến 7 người quá là ok luôn. Chevrolet Captiva bản LTZ Formax mới này, em đang bán là 315 triệu đời 2011 máy xăng. Ngày hôm nay Captiva để cho các bác nhà mình với giá là 300 triệu tròn nhá, xe mới về nhưng mà chơi lớn luôn. 315 triệu còn các bác nhà mình 300 triệu tròn.
Bác nào thích Captiva, em có Captiva nhá, màu trắng cực kỳ hiếm này. Captiva bình thường chỉ có màu bạc thôi, màu bạc, màu đen và màu vàng cát, màu trắng rất hiếm khi có. Đây nhá, đây là màu vàng trạ, màu trắng zin, không phải trắng đổi màu đâu nhá. Trắng zin cực kỳ hiếm luôn, cực kỳ đẹp luôn. 7 chỗ ngồi rộng rãi, gầm cao. Chính vì chân dài quá nên lắp kệ bước chân rồi. Một dàn lốp dày phanh ABS chống bó cứng an toàn. Em đang bán là 315 triệu. Ngày hôm nay còn cho các bác nhà mình 300 triệu thôi. 300 triệu là khách chốt trên livestream nha. Chia sẻ cho em lên để khi em kiểm tra rằng à đây bác này có chia sẻ cho em Lê Hương này, khách VIP xem suốt ngày đây. Ok chưa ạ? Con 7 chỗ 150 triệu đâu em? Ok đây anh ơi. Một chiếc Mazda Frame Maxi số tự động 7 chỗ ngồi 158 triệu. Ngày hôm nay anh Tạ Quốc Anh ơi, 150 triệu đây. Biển 15 Hải Phòng, nước sơn màu xanh. Màu xanh này gọi là xanh gì? Xanh phỉ thúy à? Hay là xanh ngọc hay là xanh mã lão? Đó là màu xanh nhá. Mazda Frame Maxi số tự động, xe đăng ký 7 chỗ ngồi. Em đang bán là 158 triệu, đời 2003. Ngày hôm nay là 150 triệu cho bác nào thích Mazda. Có Mazda Frame Maxi đây ạ. Mazda Frame Maxi đây các bác ơi, 150 triệu đây ạ. Rất là đẹp luôn. Cứng cáp nhá, cứng cáp ạ. Đời hơi sâu một chút thì giá sẽ hơi rẻ một chút nhá. Ok chưa ạ? Tầm dưới 200 có xe không em? Anh Nhật Trung ơi, tầm dưới 200 còn mua được cả 7 chỗ tự động cơ anh ơi. Còn nếu như mà anh thích số sàn thì em có nhá. Ví dụ như là 155 triệu này, 150 đi. 155 triệu ngày hôm nay là 150 triệu đi. Còn 50 triệu mình để ăn Tết này. Có Kia Morning nước sơn màu trắng ngọc trinh form đẹp rồi. Đèn halogen siêu sáng, ốp mạ chrome, có đèn gầm hạt xoài, la răng đúc thể thao nhá. Cam hành trình siêu to khổng lồ rồi. Một chủ sử dụng đời 2013. Kia Morning số sàn 2013 em đang bán là 155 triệu đây. Còn 150 triệu, 50 triệu mình để gửi tài khoản được không anh ơi? Để đẻ thêm tiền lãi được không nào? 150 triệu số sàn có Kia Morning form dáng nhỏ gọn dễ đi này. Nhìn một chiếc xe sạch sẽ gọn gàng như thế này thì tội gì phải mua SH ạ. Ok anh Giáp Bình ơi, anh Giáp Thái Bình ơi, anh thích chiếc xe nào chốt luôn trên livestream ngày hôm nay. Đã là khách chốt trên live thì các bác cứ yên tâm nhé. Giá cả chất lượng xe như thế nào em đều cam kết bằng văn bản giấy tờ cho các bác nhà mình. Kia Morning 2013 form quá là đẹp luôn rồi mà giá chỉ có 155 triệu. Ngày hôm nay chốt cho các bác nhà mình 150 triệu nhé. Có con bán tải nào dưới 130, dưới 300 triệu không à? Bán tải em có xe Ford Ranger số sàn 2 cầu anh ơi. Nhưng mà ngày hôm nay xe không ở nhà rồi, có bán tải Ford Ranger anh nhé. Nhưng rất là tiếc ngày hôm nay xe lại không ở nhà anh ơi, anh để lại số điện thoại cho em nào. Để lại số điện thoại cho em được không ạ? Chào anh Thế Lưu, chào anh Hoa Chiêm, chào bác Thái Nguyên, Nguyễn Duy Thái, chào anh Lê Thắng này. Anh Xuân Phùng ơi, để lại số điện thoại cho em được không nào? Hôm nay em còn về thêm một chiếc xe Y10 số sàn mới về đây. Y10 biển 34 tư nhân Hải Dương nhá. Lên đèn pha bi cầu, nước sơn màu đỏ này. Một dàn lốp Michelin, la răng đa chấu rất là đẹp rồi. Vừa mới về sáng nay nhá. 216 triệu cho chiếc xe Y10 2015 bản nhập ấn nguyên chiếc số sàn. Lên màn hình ghế da cao cấp này, trần da 6D nhá. 216 triệu đời 2015. Máy 1.0 Hyundai Y10 đây. Màu đỏ em có 3 chiếc luôn các bác ạ, tha hồ lựa chọn luôn. Có Y10 đây ạ, em này thì mới về luôn. 34 nhá, biển 34 tư nhân Hải Dương. Máy 1.2, wow. Sao lại máy 1.2 nhỉ? Em này máy 1.0 thôi ạ, độ lên là 1.2 đấy ạ. Anh nhở, con này độ lên à? Máy 1.0 nhá. Lên pha vi cầu rồi anh ơi. Lên đèn pha vi cầu. Khách nhà các bạn đấy, khách đấy ạ. Đến xem xe cứ tươi giói thôi. Lên đèn pha bi cầu, nước sơn màu đỏ, xe đăng ký 5 chỗ ngồi, 216 triệu đời 2015. Con đang quay, ok anh Giáp Bình ơi, con đang quay là con Kia Morning nhá. 150 triệu chốt luôn, để em đọc số tài khoản, cọc luôn, chốt luôn. Chốt 5 triệu giữ xe, chốt 10 triệu đánh xe về tận sân luôn cho các bác nhà mình này. 150 triệu có Kia Morning 2013, nước sơn màu trắng nhá. Sắp mưa phùn gió bấc rồi mà đi em này thì quá là hợp lý luôn. Quá là hợp lý luôn đúng không ạ? À, đằng sau đây còn có mấy chiếc xe siêu đẳng cấp luôn này.
Hôm nay thì em sẽ lên màn hình to cho một chiếc xe Kia Morning tự động 2019 nhé. Em đã nói rồi là chiếc xe Kia Morning 2019 zin đét toàn xe này, zin từ đầu đài màn hình zin đi. Anh Giáp Bình để lại số điện thoại cho em nhé, anh Giáp Thế Bình ơi. Chưa lên màn hình, máy số zin, nội thất zin, sơn zin. Ngày hôm nay em Hương đã đầu tư một bộ màn hình cam lùi cho các bác nhà mình rồi. Kia Morning đời 2019, số tự động, nước sơn màu trắng đẹp. Em đang bán là 345 triệu, bao hồ sơ. Và ngày hôm nay bao luôn màn hình nhá, lắp màn hình rồi lên các bác yên tâm này. Giá không đổi, màn hình là em Hương sẽ bao cho các bác nhà mình. Khi mua xe của em Hương, em nào chưa có màn hình, Hương ơi, ra lộc cho anh. Ra lộc luôn bộ màn hình 5 củ, 6 củ, ok chưa, đã đủ lộc lá chưa ạ? Màn hình to sẵn sàng phục vụ bà con nhà mình đây, zin đét toàn xe luôn, bao tiếp hãng toàn quốc ạ. Con bán tải không ở nhà đấy là đời 2008, số sàn 2 cầu, máy dầu Ford Ranger, 265 triệu, anh ơi để lại số điện thoại cho em nào. Có con nào biển số Thái Bình không? Anh chốt luôn. Úi giời ơi, gặp khách xịn sò rồi. Nào, biển Thái Bình 17 Thái Bình, quê chị 25 tấn nào, để em lướt mắt nhìn nào. Anh thích số sàn hay là số tự động nào? Có biển Thái Bình cho anh luôn. Đấy, có biển Thái Bình nhá. Một chiếc xe cờ rui nhập của em Hương đâu rồi? 98 Bắc Giang này. Nhất định em sẽ tìm được một chiếc xe biển Thái Bình cờ rui nhập. Nhập là như nào? Nhập là có cửa sổ trời, hơn cờ rui Việt cái cửa sổ lóc. Đấy, Thái Bình ơi, Thái Bình. Sao mà lại yêu đến thế nào? Ok, là xe tí CDX à? Đâu rồi Thái Bình, đâu rồi? Anh ơi, có một chiếc xe cờ rui nhập biển Thái Bình 2011 lên cửa sổ lóc máy 1.6. Giá là 265 triệu nhá. Anh Giai Thái Bình là 255 triệu, 265 còn 255. Mỗi tội là đi đâu không ở nhà rồi. Tiếc quá ạ. Anh Thái Bình ơi, để lại số điện thoại cho em nào. Giáp Thái Bình chắc là gần Hải Dương rồi. Để lại số điện thoại cho em nhé. Có cờ rui nhập biển Thái Bình, CDX biển Thái Bình, nhưng ngày hôm nay không hiểu sao hai con đi đâu rồi. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Innova đời khá là cao luôn. Innova đời 2016 biển thủ đô Hà Nội form mới ạ. Biển thủ đô Hà Nội form mới có Innova. Hôm trước Innova 2019 là làm dâu Hà Giang. Ngày hôm nay biển thủ đô Hà Nội 2016 form mới 505 triệu này. Hợp với bác nào đây? Hay là cho bác em nó về Hà Nội đi các bác ơi. Tỉnh nào về cũng ok, biển Hà Nội về ok vì có biển thủ đô rồi. Nên là về Hà Nội cái phí biển nó đã gánh cho mình 20 triệu rồi. Về các tỉnh thành khác thì em bao hồ sơ, các bác về bốc biển. Biết đâu bốc được tứ quý hay ngũ quý thì sao ạ, đúng không ạ? Bao hồ sơ cứ để em Hương lo. Innova 2016 form mới máy turbo 2.0. Vô lăng tích hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh rồi. Giá chào bán là 505 triệu có Innova đây ạ. Có Innova các bác nhá. Biển thủ đô Hà Nội 2016 form mới đây. Có i10 không? Anh ơi có i10. Mà quan trọng là không cần phải biết là biển ở đâu. Biển ở đâu thì em cũng sẽ rút hồ sơ cho nó về Thái Bình luôn. Cho nó về Thái Bình luôn ạ. i10 em có nhá. i10 2015 vừa mới về màu trắng đấy ạ. Giáp Thái Bình là biển 34 rồi. Có biển 34 luôn. Có i10 ạ. i10 có này. Ở đây còn có Lacetti CDX nước sơn màu xanh xám đá này. Đời 2009 nhập hàn nguyên chiếc máy 1.6 này. Biển ở đâu không quan trọng, quan trọng là em Hương bao hồ sơ. Về đóng thuế mất thêm 1-2 triệu nữa, bấm biển mới cho em được không nào. 245 triệu đời 2009, nội ngoại thất đẹp, máy số ngon, nhập hàn nguyên chiếc, phân khúc cỡ C. Đề lổ thông minh, màn hình giải trí, phanh ABS chống bó cứng an toàn. Lacetti CDX ạ, giá chào bán là bao nhiêu? Giá chào bán 245 triệu bao hồ sơ. Rút hồ sơ về Thái Bình, rút hồ sơ về đâu cũng được ạ. Chào anh Giai, bữa lo bữa đói rồi, lâu lắm không gặp anh này. Chào anh Dũng Trần, chào anh Huỳnh Minh Tư, chào anh Thúy Phương. Chào anh Giai mất niềm tin. Tất định này em sẽ đổi cho anh cái tên thành có niềm tin luôn này. Ở đây em còn có thêm một chiếc xe nữa cũng là Lacetti CDX đây. Lacetti CDX đời 2010, đăng ký lăn bánh lần đầu 2011. Biển 99 Bắc Linh, nước sơn màu đen. Có Innova màu đen không em? Anh có, anh em có anh Hùng Nguyễn ơi, màu đen có vừa sàn và tự động nha, anh thích sàn tự động nào?
màu đen có luôn. 255 triệu, đời 2010 đăng ký 2011 đây. Số tự động nhập Hàn nguyên chiếc, biển Bắc Linh, quan họ quê ta đây. Giá chào bán là 255 triệu. Ghế da zin cao cấp, điều hòa auto, đèn pha cũng auto luôn. Vô lăng tích hợp phím bấm, túi khí an toàn, táp ly táp lô đẹp. Giá chào bán nào? 255 triệu, mở ngoặc ra, bao hồ sơ, đóng ngoặc, còn bớt nhá. Còn bớt thêm ạ. Innova giữ máy giúp em nào, tại vì em đang đứng gần hai chiếc xe CDX với cái tầm tiền trên 200 ạ. Em ơi có bán máy bay không em? Máy bay đồ chơi thì có thôi anh ạ, còn máy bay mà để bay được thì chưa có anh ạ, chưa đủ đẳng cấp ạ. Chưa đủ đẳng cấp để buôn máy bay nhé. Bên đây là một chiếc xe Nasetti CDX nữa đây. Biển 26 nước sơn màu đen, cùng đời cùng phân khúc luôn. Nhưng mà các bác nhìn này, biển 29 là mặt ga lăng giữ nguyên bản của xe. Biển 26 là mặt ga lăng độ nhá, mặt ga lăng độ rồi. Đấy, mất cái dấu hiệu Daewoo rồi, nhìn rất là không biết là xe gì đâu, nhìn rất là đẹp luôn. 255 triệu giá chào bán đây, vẫn bao hồ sơ và còn bớt thêm. Số tự động, màn hình Android cảm ứng, sấy sưởi ghế, điều hòa ghế hai vùng, nước sơn màu đen quốc dân. Có CDX nhá, biển 26 là form độ rồi ạ. Anh Nguyễn Văn Đoàn ơi, nhà em đây. Giá chào bán, nhà em là gì nhỉ? Địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương, bên cạnh trường Đại học Hải Dương nhá. Anh ơi kết nối qua Zalo em tư vấn hỗ trợ nào. 0354602790 ạ. Chào em Hương xấu gái chân dài. Ok, dài vẫn niềm tin nhá, xấu gái chân dài nhá. Bên đây là một chiếc xe Lacetti SE. Lacetti SE biển 88 Vĩnh Phúc, hai củ lạc, nước sơn màu đen. Đời 2010, đăng ký 2011, 225 triệu. La răng đa chấu dạng tâm. La răng đa chấu dạng tâm, Lacetti SE. Đời 2010, đăng ký 2011. Lên bộ la răng mà em cứ tưởng là xe mẹt cơ các bác ơi. Form dáng đẹp, số sàn dễ đi. Máy 1.6, màn hình Android cảm ứng. Cửa sổ trời thì không có này, nhưng mà máy số thì ngon xịn luôn. 225 triệu bao hồ sơ và còn bớt. Và lên bây giờ sẽ là Innova màu đen cho các bác nhà mình. Có Innova. Trước khi đến với Innova màu đen thì quay tạm chiếc xe cùng anh em với Innova nhé. Đó chính là Toyota Fortuner. Toyota Fortuner số tự động đời 2012, nhưng giá chỉ có 430 triệu thôi. Fortuner số tự động 2 cầu đời 2012, giá chào bán là 430 triệu nhé. Đấy, cũng là màu đen đây, nhưng mà to cao nhìn hầm hố hơn Innova một chút này. Túi khí an toàn, các phím bấm này, màn hình đầu đài có rồi này, gương kính cụp chỉnh, khóa cầu V-Sign. Ok chưa? 2 cầu, máy xăng Toyota Fortuner số tự động 2 cầu, một dàn nốp dày, phanh ABS chống bó cứng an toàn, 430 triệu, biển 88 Vĩnh Phúc này, có Fortuner cho em nhé. Mazda 3 đâu em có ạ? À? Có bán thiếu không em? Có bán thiếu anh ơi. Cọc trước bây giờ đi, rút hồ sơ vài bữa đủ là mình lấy xe thôi. Mazda 3 đâu em? Anh ơi có Mazda 3. Trước khi đến với Mazda 3 cho em xin phép được khoe một chút một tòa nhà di động nhà em Hương đây. Mazda CX-5. Mazda CX-5 biển 34 tư nhân Hải Dương. Số tự động bản 2.5 full kịch luôn. Em này ghế lái chỉnh điện, ghế phụ chỉnh điện, lên pha bi cầu, zin hết cả xe nhé. Một dàn lốp xeo xe, lốp sơ cua chưa hạ, 665 triệu. Mazda 3 phanh tay điện tử, tùy chọn chế độ lái, có chế độ lái sport thể thao. Cửa sổ trời, vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi khẩu lệnh chân vô lăng, đề lỗ thông minh. CX5 2017 đây, em đang bán với giá là 665 triệu. 665 triệu có CX5. Giá chào bán đây ạ, 665 triệu bản full nhá. Dán hết phim cách nhiệt chống ồn này, cốp chỉnh điện, ghế lái chỉnh điện, ghế phụ chỉnh điện, lốp sơ cua thì còn chưa hạ cơ, 665 triệu. Biển 34 tư nhân Hải Dương có CX5. Fortuner có trả góp không? Anh Hùng Nguyễn ơi rất là tiếc nhá, mấy bữa nay là ngân hàng đang làm căng, không làm trả góp được ạ. Đang dừng làm trả góp ạ. Mazda 3 màu đỏ, anh nào lại đi đâu rồi? Mazda 3 lại đi đâu rồi? Đầu live em có quay nhưng giờ bác nào lại đi đâu mất rồi. Đây thôi được rồi, quay thêm những mẫu xe khác đi. Fortuner 430 triệu, anh ơi không làm trả góp được rồi, giờ đang dừng trả góp nhá.
Bên cạnh đây thì em còn có Y30, Y20 màu đỏ thì chốt rồi, còn Y30 các bác nhé. Y30 biển 10 năm, nước sơn màu đỏ, bản CW, chìa khóa thông minh, điều hòa tự động, có cửa sổ trời, đèn pha bi cầu, một dàn lốp mít, phanh ABS chống bó cứng an toàn nhé. Y30 em đang bán là 315 triệu, số tự động, nước sơn màu đỏ này, đầu đài nguyên bản theo xe, ghế da zin theo xe luôn. 315 triệu bao hồ sơ. Và màn hình bé thế này thì bao luôn cả màn hình đi. Bao hồ sơ màn hình, sấy sưởi ghế đầy đủ cho em ạ. Phiên bản hatchback nhưng không hề bị ngắn nhá. Cực kỳ dài và rộng luôn. Có cho em một chiếc xe Y30 ạ. Đây rồi, Mazda 3 lại đi đâu mất rồi anh ơi. Mazda 3 màu đỏ nhá, 2017. Phanh tay điện tử và có chế độ lái tùy chọn cho mình, nhưng mà vừa mới ở đây đi đâu rồi. Anh Đấu ơi, ai Mazda 3 nhỉ? Mazda 3 à, đây 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 đây. Mazda 3 đang đánh ra để rửa nha anh ơi, đang đánh ra để rửa đây. Ok. Chào anh Giai Trần Quân, chào anh Hùng Đỗ này. Mazda 3 đời 2017, pha bi cầu, biển thủ đô Hà Nội. Xin nhan trên gương. Một dàn lốp mới theo xe 2017, hai chế độ lái lái thường và lái sport nhá. Em đang định đánh ra để rửa đây. Biển thủ đô Hà Nội đây ạ. 535 triệu. Ngày hôm nay là còn 520 triệu thôi ạ. Bớt trực tiếp trên livestream còn 520 triệu. Đèn pha thì có nhiều chế độ sáng này, hỗ trợ trơn trượt này, khóa cầu khóa, có chế độ i-stop này, túi khí an toàn vô lăng, nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng nhé. Chế độ lái thường, chế độ lái sport, nước sơn màu đỏ đẹp, ghế da màu lâu, cửa sổ trời, Mazda 3 đây. Một chiếc xe xứng đáng để các bác bỏ ra tầm hơn 500 triệu nhé, có Mazda 3 đây ạ. Chào anh Thức Mai, chào anh Đặng Văn này. Các bác nhà mình ơi, đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Quan tâm mẫu xe nào để lại số điện thoại nào. Anh Đoàn Triều Trung Chính ơi, Mazda 3 2017 nhá. Đấy, Mazda 3 đây ạ, biển thủ đô Hà Nội đây. Suýt nữa là đổi đời nhờ cái biển số rồi, nhưng mà tiếc quá. Xe thì quá là chất luôn rồi, có Mazda 3. Ở đây thì còn có Tucson này, Tucson máy xăng, số tự động, 2 cầu, 5 chỗ ngồi, SUV, 435 triệu. Bên đây thì vừa rồi có Fortuner là 7 chỗ gầm cao. Và còn có cả Toyota Venza nhé. Toyota Venza đời 2009 này. Một chiếc xe nhập Mỹ nhé. Một em gái đến từ USA đây. Một em gái đến từ USA đây. Và em đang bán với giá là 555 triệu. Toyota Venza nhé. Số tự động đây ạ. Nhập Mỹ nguyên chiếc, đèn pha bi cầu, biển 88 Vĩnh Phúc ạ. Xe 63 triệu ở đâu? Ok, anh Thành Nguyễn Đức giữ máy giúp em nào. Vừa rồi bác nào hỏi em về Innova màu đen thì đây nhá. Innova biển Thái Nguyên, nước sơn màu đen zin, số tự động đẹp, đời 2008, 310 triệu đồng. Xe đăng ký 8 chỗ ngồi, trần nỉ zin, 3 hàng điều hòa độc lập, số tự động đẹp. Và em đang bán với giá là 310 triệu đồng. Chốt trên livestream ngày hôm nay còn 300 triệu tròn nhá. 300 triệu tròn cho chiếc xe Innova. La răng đa chấu thể thao, phanh ABS này, có Innova tự động màu đen luôn ạ. 68 triệu đây. 68 triệu vừa rồi để ở cổng lại đi đâu mất rồi. Anh ơi để lại số điện thoại để em tư vấn nhá, có xe 68 triệu nhưng lại đi đâu mất rồi. Innova vừa rồi em có quay anh Hùng Nguyễn ơi, Innova đây em quay lại cho anh này. Bảo quay con Y10 màu trắng mà không cho xem. Anh Mai Văn Ngợi ơi, Y10 màu trắng à? Y10 màu trắng giữ máy giúp em nhá, tại vì cái bình luận nó bị ẩn đấy ạ. Lúc nào cũng một tay cầm một cái máy nữa để đọc bình luận nhưng nó vẫn bị ẩn đây. Innova 2008 số tự động đây, màu đen quốc dân nhá, em đang bán là 310 triệu đồng. Cam kết cho các bác nhà mình xe không lỗi, không đâm xô, không ngập nước. Keo chỉ này, kính này, zin hết cho em. Một dàn lốp mới lên na răng rồi, sơn si sạch sẽ, côn số ngọt, xe không lỗi. Và em đang bán là bao nhiêu? 310 triệu đồng, còn 300 triệu nhá. Y10 màu trắng à, giữ máy giúp em nào. Con Y10 màu trắng đấy thật sự là đâu nhỉ? Giữ máy nào, có Y10 màu trắng này, có Morning màu trắng này. Đôi khi nhiều xe quá nó cứ bị lẫn ạ. Đây là Morning rồi, đây là Morning trắng rồi, Y10 trắng lại đánh ra ngoài rồi anh ơi. Anh Mai Văn Ngợi ơi, em sẽ gửi Y10 trắng cho anh nhá. Y10 2016 bản đủ màu trắng nhá. Có màu trắng ạ. Số sàn mà em ơi, số sàn thì đây anh ơi.
Anh ơi, Y10 thì đợi em một chút nhá. Có Spark nào rẻ không? 63 triệu màu xanh, 5 chỗ ngồi, Spark rẻ anh nhá, 63 triệu. Còn số sàn này Nguyễn Hùng ơi, con 68 triệu thì giữ máy giúp em nhá. Vừa rồi để bên kia nhưng bác nào lại đánh xe đi đâu rồi. Con này là Innova số sàn đây, biển thủ đô Hà Nội, màu đen, đời 2006 nhá, 235 triệu. 235 triệu có Innova đời 2016 à 2006 nhá. 2.0 8 chỗ ngồi, nước sơn màu đen. Sơn xi sạch sẽ, máy số ngon, ghế da cao cấp không rách vỡ mục mọt đây. 265 triệu bao hồ sơ và còn bớt thêm. Có Innova cho em ạ. Màu đen đây nhá. Chào anh Trí Thức này, anh Mai Văn Ngợ ơi, giữ máy giúp em nào. Không thấy con Y10 trắng đâu rồi? Ai đánh đi đâu rồi? Y10 màu bạc hai đầu nhá. Y10 đời 2018 form mới nhá. Hai đầu em đang bán là 299 triệu. 299 triệu tư nhân Hải Dương có Hyundai Y10 bản sedan hai đầu. Giá chào bán là 299 triệu ạ. Bên đây thì em còn có cho các bác nhà mình. Cho các bác nhà mình hai chiếc xe Toyota Vios này. Toyota Vios đời 2017 nhá, hai chiếc đều là đời 2017 này. Em sẽ so sánh một chút này. Con Ghét bao nhiêu tiền em? Con Ghét là 145 triệu anh ơi. À 148 triệu nhá. Toyota Vios này M18 này lên pha bi cầu đều là máy trắng form mới 2017 nhá. Lên pha bi cầu này là 378 triệu đời 2017 này. Em này thì đèn halogen bình thường nhá, nhưng 383 triệu. Em nào nhập được giá hợp lý hơn thì em sẽ để luôn giá hợp lý nhá. Còn 383 triệu là đúng giá luôn, máy số zin luôn ạ. Có Toyota Vios ạ. 383 và 378 ạ. Xe là tôi anh Phú ơi, để lại số điện thoại cho em nhé. Có xe tôi màu trắng đang trên đường về ạ. Anh Đặng Văn ơi, Savin gì đây? Savin, Sacokvin gì đây? Ghét đây anh ơi, ghét nhập Hàn nguyên chiếc máy 1.1 em đang bán với giá là 148 triệu. Đời 2009 này. Dòng xe ghét nhập Hàn nguyên chiếc. Hôm qua còn về một chiếc màu trắng nữa nhưng mà cọc mất rồi. À, bác chủ cọc rồi, một chút nữa là giao xe lên rồi. Cọc 30 triệu giao xe tận nhà rồi các bác nhá. Cọc ghét rồi. Nên em còn ghét màu bạc 208 này. À 209 này, 148 triệu đây ạ. Có Hyundai ghét nhá. Còn bên đây bác nào thích màu đỏ tự động, đặc biệt là dòng xe Kia, nhưng không phải là Morning đâu. Kia Picanto bản nhập 3 khúc biển thủ đô Hà Nội. Máy số em này đi cực kỳ sướng luôn. Kia Picanto nhá, 5 chỗ ngồi, 185 triệu, máy 1.2, bản nhập 3 khúc này. Xe của một chị gái ngân hàng, giờ lên đời CRV rồi, lên để lại cho em gái Lê Hương đây. Nhìn vô lăng đã biết là lữ đi rồi. Máy số ngon, màn hình đầy đủ rồi. 1.1 nhưng mà bản nhập 3 khúc, à 1.2 nhưng bản nhập 3 khúc đi khá là sướng luôn nhá. Có cho em Kia Picanto đây ạ. Bản nhập 3 khúc, biển thủ đô Hà Nội đây. Bên cạnh Picanto màu đỏ thì em còn có thêm một chiếc xe Ford Fiesta. Ford Fiesta có đề điều khiển từ xa nhé. Điều khiển từ xa, biển 99 em đang bán với giá là 285 triệu. Đời 2011 có đề lỗ từ xa đây. Máy 1.6 này. Nội thất máy số ngon, dòng xe Ford bây giờ đồ nghề hay là tất cả đều sẵn rồi. Mà không hề bị hỏng vặt nên bác yên tâm nhé. La răng thể thao, phanh ABS, xi nhan trên gương. 285 triệu có Ford Fiesta số tự động màu đỏ đẹp ạ. À, vì khoảng cách hai bên hơi gần nhau nên em không mở cửa nhé. Có Ford Fiesta. Bác nào thích Ford Fiesta số tự động chưa tới 300 triệu có thể alo trực tiếp cho em Lê Hương. 0354602790 là số của em ạ. 7 chỗ ngồi gầm cao thì em có một là Innova số tự động màu đen, hai là Captiva số tự động màu trắng đây. Captiva 315 triệu lên pha bi cầu nước sơn màu trắng đây. 315 triệu bao hồ sơ và còn bớt ạ. Để lại số điện thoại cho em các bác ơi, để lại số điện thoại cho em nào kết nối qua Zalo cho em nhé. Hôm nay em về thêm cả Kia Rio này. Kia Rio đời 2016 máy số zin lên cam 360, nước sơn màu trắng ngọc trinh đây. Em đang bán chiếc xe Kia Rio này với giá là 398 triệu. Bằng đời 2015 các bác ơi, lên hẳn 2016 luôn, giá quá là hợp lý luôn. Vô lăng tích hợp túi khí này, phím bấm này, nhớ ga tự động này, màn hình xịn, cam 360, nước sơn màu trắng, em này mà bàn đủ hết rồi. Full đủ đồ rồi, số tự động đẹp đây. 398 triệu vẫn bao hồ sơ và còn bớt nọc thêm cho các bác nhà mình. Để lại số điện thoại cũng như kết nối trực tiếp qua Zalo cho em các bác nhé.
Accent thì mới về đời cao. 2020 biển 34 tư nhân Hải Dương lên pha bi cầu 445 triệu đời 2020. 2020, 2021, 2022, 2 năm sử dụng thôi. Mà em này chỉ có 445 triệu các bác nhé. Còn rất là nhiều mẫu xe các bác ơi, nhưng livestream hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Vừa rồi bác nào quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại để em tư vấn hỗ trợ này. Từ những dòng xe như Innova số tự động này, phiên bản hatchback có Morning, có Ford Fiesta, Toyota thì có Vios, Innova, Fortuner, đủ bộ có Innova luôn. Venza cũng có luôn này. Chevrolet thì có Cruze, Captiva, Orlando. Nói chung là bên em Hương lúc nào cũng đa dạng và rất là đa dạng về mẫu mã này, về tầm tài chính này các bác nhà mình cân đối này, về màu sắc này, về số xe đi này, bác có thể đầy đủ cho em nhé. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng cũng như là báo giá rất là nhiều những mẫu xe mới đang được chào bán bên em các bác nhé. Giá chỉ từ 63 triệu là các bác có thể mua cho mình một chiếc xe 5 chỗ ngồi đi gia đình rồi, mang tên Chevrolet Spark. Và rất là nhiều mẫu xe mới 7 chỗ thì em có Captiva số sàn, số tự động. Có thêm cả Orlando tự động này, Innova số sàn và số tự động nhá, rất là nhiều mẫu xe. Chào anh Sĩ Liên Trần, chào anh Lâm Nguyễn, chào anh Hoàng Huy, chào anh Khá Bùi, chào anh Phan Quốc Chí này. Cảm ơn các bác nhà mình đã quan tâm ủng hộ em Hương trong suốt buổi livestream ngày hôm nay. Live từ lúc 11 rưỡi đến bây giờ là gần 1 giờ rồi. Cũng khá là lâu rồi ạ. Còn nhiều mẫu xe thì có lẽ là em sẽ gửi video nếu như bác nào quan tâm nhé. Từ tầm tài chính 63 triệu cho đến trên 1 tỷ em đều có này. Đang trên đường về thêm hai chiếc xe Fortuner đời cao giá tầm 800 và trên 1 tỷ một chút. Và những dòng xe quốc dân như i10, Morning số sàn 200 triệu quay đầu có thể mua vừa số sàn, vừa số tự động các bác nhé. Nên các bác nào quan tâm thì có thể trực tiếp qua alo cho em qua số hotline 0354602790 ạ. Quay lại con Ford Fiesta, ok anh Luân Hồ ơi. Con màu vàng giá bao nhiêu anh Khá Bùi ơi? Con màu vàng là 495 triệu xe độ nhé. Hyundai Genesis độ lên form dáng của Ferrari 495 triệu, hai cánh cửa, 4 chỗ ngồi. Ford Fiesta em đang bán là 285 triệu này. Cảm ơn anh Phiên Nguyễn này. Anh Luân Hồ ơi, để lại số điện thoại cho em nhé. Các bác nhà mình ơi, để lại số điện thoại cũng như kết nối trực tiếp qua Zalo 0354602790. Em Lê Hương hỗ trợ và tư vấn ạ. Có lẽ là 11 giờ ngày mai thì em lại lên sóng báo giá trực tiếp. Và bây giờ trước khi dừng like, em sẽ quay lại chiếc xe Ford Fiesta cho anh Giai Luân Hồ ngắm lại một chút nhé. Rồi em sẽ kết thúc buổi báo giá trực tiếp ở đây ạ. Nên các bác nhà mình kết nối Zalo cho em 0354602790 ạ. Trước khi kết thúc buổi live, em sẽ quay chi tiết cho các bác nhà mình về chiếc xe tự động chưa tới 300 triệu nước sơn màu đỏ này. Mang biển kiểm soát 99 Bắc Linh, máy 1.6 có đề lổ từ xa 285 triệu, la răng đa chấu thể thao, phanh ABS chống bó cứng an toàn, số tự động đẹp, nam nữ đều có thể đi. Form dáng nhỏ gọn nhưng không hề bị ngắn hay bị cụt đâu ạ. Mông được bo tròn, dán phim cách nhiệt, chống nắng, chống ồn, chống nhìn trộm rồi. Số tự động đẹp, lên đề lổ thông minh nhé, 285 triệu lên màn hình to rồi. Ghế da cao cấp trần nỉ zin. Bác nào quan tâm về Ford Fiesta thì để lại số điện thoại nào. Để lại số điện thoại kết nối qua Zalo 0354602790 đây ạ. Ford Fiesta 285 triệu ngày hôm nay bác nào chốt trực tiếp trên livestream với giá thu hồi vốn của em Lê Hương 275 triệu cộng bao hồ sơ cho các bác nhà mình có Ford Fiesta. Ok chưa ạ? Ok anh Giai Phiên Nguyễn này, cảm ơn anh rất là nhiều. Anh ơi đừng tiếc những lượt like, những lượt tim, những lượt chia sẻ mới cho em nhé. Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em ạ. Cảm ơn các bác nhà mình đã dành chút thời gian quý báu buổi trưa của mình. Chúc các bác nhà mình có một ngày làm việc hiệu quả này. Mai là cuối tuần rồi, có những buổi ấm áp hạnh phúc bên gia đình. 11:30 ngày mai thì em lại lên sóng báo giá trực tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhà mình. Trước khi ra các bác ơi đừng quên những lượt đăng ký kênh, những lượt thích trang để không bỏ lỡ những video, những mẫu xe của em gái Lê Hương nhé. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại ạ. Xin chào.